Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm huyện Đạ Tẻ hình thành và phát triển, tối hôm qua 23 tháng 11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ đã tổ chức hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế xã hội năm 2016. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cùng đông đảo người dân địa phương. Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế xã hội huyện Đạ Tẻ năm 2016 thu hút trên 150 gian hàng của 80 cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Trong đó có 20 gian hàng là các đặc sản của địa phương lần đầu tiên được giới thiệu đến với người dân nhằm quảng bá thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện Đạ Tẻ với người tiêu dùng ở các địa phương. Bên cạnh đó, hội chợ còn thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thành phố Đà Lạt và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Để người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cho nên là chúng tôi tổ chức cái hội chợ này. Và mục đích thứ hai nữa là để giới thiệu những cái sản phẩm của địa phương ra cho những đơn vị ở ngoài tỉnh và biết được để là địa phương mình có những cái sản phẩm loại gì, đặc sản loại gì để nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm cho địa phương. Cái đó là mục đích của hội chợ. Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức, nhưng hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế xã hội huyện Đạ Tẻ năm 2016 đã thu hút sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các đơn vị doanh nghiệp, nhất là các tầng lớp nhân dân địa phương đến tham quan mua sắm. Theo cảm nhận của người dân, thì các mặt hàng ở đây hết sức đa dạng về chủng loại, phong phú mẫu mã và giá thành hợp lý với các sản phẩm như may mặc, da giày, thực phẩm, v.v. Tôi thấy các mặt hàng ở đây rất là đa dạng và phong phú, nói chung là phù hợp với lại người dân, thiết thực, và nó sẽ là một sự kiện để chào mừng huyện, mừng huyện nhà 30 năm tuổi. Lần đầu tiên mình cũng được bên trung tâm bị ban nhân dân huyện đưa doanh nghiệp mình về đây tổ chức cái hội chợ nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. Thì mình nhìn chung là cái các doanh nghiệp mà sản xuất hàng Việt và bán hàng Việt ở đây, người ta rất là nhiệt tình tham gia để người ta trưng bày quảng bá đến tay người tiêu dùng được cái sản phẩm hàng Việt. Về mặt an ninh thì bên công ty đã phối hợp với công an huyện, thì đảm bảo được cái an ninh trật tự của hội chợ. Và bên phòng cháy chữa cháy cũng trực chiến 24/24 tại khu vực hội chợ đây. Cùng với các sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành, những sản phẩm đặc trưng của huyện Đạ Tẻ được trưng bày giới thiệu trong 7 ngày từ 23 đến 29 tháng 11. Tại hội chợ thương mại huyện Đạ Tẻ năm 2016 đã khẳng định được bước phát triển, dấu ấn của địa phương qua 30 năm thành lập, tạo nền tảng vững chắc để Đạ Tẻ vững bước đi lên trong những chặng đường phía trước. Để thực hiện có hiệu quả công tác chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, đồng thời hạn chế tình trạng găm hàng nhằm tăng giá đột biến, Đội Quản lý Thị trường số 3, Chi cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp